quá hài lòng. Khỏe nhiều lắm, sức khỏe nào xin lên đây hả? Dạ. Khỏe nhiều lắm. Dạ khỏe nhiều. Khỏe nhiều. Và xưa là tên gì ạ? Diện Đức. Diện Đức nhá, Diện Đức. Rồi. Đúng rồi, ta biến nhẹ. Và bây giờ khỏe nhiều, sức có thể diễn tả là cái hoạt động sư thay đổi thì không? Trong người khỏe, rồi tay chân đi lại thế sao? Bây giờ đấy, nhá, nhiều lắm. Thích lắm rồi đúng không ạ? Dạ, rồi thôi, đây chúc mừng sư. Anh chị em sẽ hướng dẫn cho sư cách chườm đá nhé. Lúc trước là tay hơi đâu có được nha. Rồi, bây giờ cảm xúc thế sao ạ? Tốt rồi. Đây, có sư đến rồi. Alo. Tao xin đọc Phật tử hôm nay được bác sĩ quan tâm điều trị như thế là bản thân tôi thấy bên sĩ của nó nhẹ nhàng, khỏe khoắn, thoải mái, và bệnh tật như thế là có thể nó đã gần được ổn định rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, A Di Đà Phật, bây giờ sư giơ tay lên lần nữa xem ạ. Lúc trước giơ không được, giờ giơ cao không? Rồi, cúi hoặc là đi lại thấy sao ạ? Dạ, đây ạ, mình có thể bước đi. Mình đi tới đi lui thế sao? Rồi. Rồi, tay giơ lên thoải mái chưa ạ? À, tay giơ lên rồi, lúc trước là giơ lên cũng được. Tôi nói là cách chịu này. Hôm nay bác sĩ muốn tôi qua thăm á, tôi điều trị miễn phí cho mấy thầy. Được cái dịp này á, được đi bác sĩ điều trị tận tình cho tôi với cái bệnh nặng nóng bằng tim cấp nghĩa là suốt 16 năm rồi. Hôm nay thì bác sĩ điều trị thời gian ngồi đây thì rất cảm thấy tôi người nhẹ nhõm lắm à. Mà cái chân bây giờ nghe còn nóng nữa không? Nó răng răng không có đáng kể. Dạ, không đáng kể, coi như là nhẹ nhiều rồi. Dạ, được khoảng bao nhiêu phần trăm rồi? Hình như nó bớt tới 80% rồi. Bớt 80%. Cái lưng thì hồi sớm nó mặc kỹ, tiếp tục điều trị tiếp theo đó thì thấy cái lưng bây giờ dạo này tốt, dễ ghê lắm. Dạ, khỏe lắm. Nó không mệt mỏi như một chút nữa. Dạ, không có mệt mỏi nữa, khỏe, nhẹ hẳn luôn. Mà nếu mà cái lưng nhẹ như thế, nhẹ được bao nhiêu phần trăm? Cái lưng thì cũng nhẹ, cỡ 6-70%. 6-70% là không rồi. Trường đá đây nha, trường đá. Đây, phải làm trường đá đây. Đây này. Trường đá này giống như này này. Đấy, phải trường đá. Dạ. Sáng mệt. Sáng mệt. Bây giờ khỏe. Mà làm gì rồi mà khỏe? À, trường đá gì đó. À, trường gan với lại trường động mạch cảnh. Mà được có khoảng 30 phút là nghe khỏe rồi. Rồi bây giờ bắt đầu ra chữa bệnh nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nói chung á là cũng có đi bấm huyệt cũng nhiều chỗ nhưng mà cũng không có thấy gì, nhưng mà hôm nay thì nói chung là làm rất là cực mạnh, cảm thấy rất là nhẹ nhàng nhiều lắm. Và nó mấy cái co duỗi đồ nó dẻo hơn và thấy nó đỡ rất là nhiều. Nói chung là rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Không thể tả được là rất là nhiều là bao nhiêu đúng không ạ? Rất là nhiều, tức là khoảng bao nhiêu? Lại lần đúng không ạ? Nói chung là thấy đỡ nhiều lắm, và đặc biệt là làm rất là nhiệt tình, làm từ đầu đến cuối làm rất là kỹ. Nói chung là cũng có đi bắt quyền nhiều nơi nhưng mà chỉ có ở đây làm là thấy là bệnh nó bớt nhiều. Thầy sư xin cúi xuống để sư làm những động tác mà lúc trước sư không làm được mà bây giờ sư có thể làm được. Sư thấy tâm đắc nhất là cái nào? Tâm đắc thì rất là nhiều cái làm tổng thể cơ thể thì nó tâm đắc nhiều. Tức là nói chung là cả cơ thể bây giờ là chỗ nào cũng sung sướng. Cũng làm được, cũng thoải mái. Nhưng mà nhưng nói chung hồi trước thì mình cúi xuống cái gì đó, người ta không có tới, nhưng mà nó hơi đau. Đau xuống bây giờ thì nó dưới thoải cúi thoải mái rồi. Mà vận động đi lại các thứ này kia thì vặn vẹo thấy sao ạ? Thấy
nó nhẹ nhàng hơn. Nó làm trở lại, chứ lại thấy nó, nói chung là khi mà làm á thì những cái chỗ đau của mình á thì nó đau, nhưng mà khi làm xong rồi thấy nhiều rất là đã, đúng không ạ? Nói chung là tổng dùng từ đã, đúng không ạ? Rồi chúc mừng sư và chúc mừng luôn là bạn đã cao với phúc này, không ạ? Cũng có anh này làm rất là dạ, không ạ? Chào cảm ơn. Dạ. Rồi sau đó thì nhóm sẽ hướng dẫn phúc mời. Sao? Vậy bây giờ nghe mệt không thầy? Dạ không. Không, sáng mệt lắm đúng không? Dạ. Bây giờ thì thấy sao? Dạ khỏe. Khỏe rồi? Dạ. Hết mệt luôn rồi? Dạ, thoải mái hơn. Hết mệt rồi mới có chườm đá có mấy chục phút đó. Đấy, hết mệt luôn rồi. Giờ mà chữa xong nữa là ngon ha. Có hy vọng không ạ? Dạ. Nghe hết mệt luôn rồi. Mặt hồng hào rồi đó. Sáng là xanh le xanh lét. Đúng không anh? Chườm đá rồi. Hốp đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.